nó được nhờ rồi bố ơi. Bố, bé La nó được nhờ rồi. Cũng khá vắng. Gió lạnh ghê á. Hôm nay trời nắng ấm 80 độ, gần 80 độ. Bây giờ bắt đầu lạnh xuống rồi nè. Giờ chắc còn chừng sáu mấy à. Lâu lâu mới có ngày đẹp trời. Đi sáng điện của Cường không có lèm bèm. Khách nó dễ thương nha. Nó thấy mua đồ nhiều quá nó cười. Nó thích cười thì nó cười thôi.